Ôi giời, ông nói to lên, tôi không nghe thấy. Đây là lời của một thượng đế khi điện thoại cho mình hỏi mua hàng. Thì mình nghe được cái câu của thượng đế nói là: Ôi giời, ông nói to lên, tôi không nghe rõ. Nói đến đây thì quý vị và các bạn biết ngay là người thượng đế này gọi là nặng tai nhé, nặng tai đấy, hay là phải nói to thì mới nghe được, chứ còn nói mà bé là có khi nghe được như là bập bõm, câu được câu không, hay lại còn chưa nói đến cái chuyện là khoảng cách đường truyền đấy. Thì xin thưa tới quý vị và các bạn, buổi trưa ngày hôm nay được hầu chuyện một thượng đế. Thượng đế rất chi là đặc biệt ở cái chỗ là khi mình điện cho thượng đế, thượng đế điện cho mình nghe ấy, mình trả lời thì thượng đế trả lời lại là: Ôi giời, ông nói to lên, tôi không nghe rõ. Thì xin thưa tới quý vị và các bạn, mình thì trước tiên là mình là người phục vụ, thứ hai thì là nông dân, ếch ngồi đáy giếng. Nó có nhiều cái yếu tố kết hợp lại, trước là phục vụ, sau là kiếm ăn, bởi vậy là không 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 thể nói to được, nói vừa vừa, nói đủ nghe thôi, thông thường là như vậy. Thế nhưng hôm nay cũng nói đủ nghe thôi, thế nhưng mà gặp thượng đế coi như là nặng tai một chút, thì thượng đế nghe không có rõ, bập bõm câu được câu chăng đấy. Thì sau đó thì coi như là mình cũng nhích volume lên một chút thôi, nhích volume lên một chút thôi thì thượng đế bắt đầu nghe được. Mình bảo coi như thế là đệ người phục vụ làm sao mà lại nói to được, phục vụ nhỏ nhẹ cung cấp những sản phẩm, ngoài vấn đề là cung cấp những sản phẩm chất lượng thật ra rồi, thì trong cái vấn đề giao dịch thì cũng chỉ gọi là ở cái tiêu chuẩn là đi nhẹ nói khẽ cười duyên thôi, chứ cứ không 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 nói to được. Thì thượng đế bảo: Tôi cho phép anh nói to, bởi vì anh nói to thì tôi mới nghe được, chứ anh nói bé tôi không nghe thấy cái gì cả. Xong thượng đế cứ hở với lại cái gì. Thì xin thưa tới quý vị và các bạn, mình cũng có một cái video chia sẻ tới mọi người rồi. Khi mọi người mà liên hệ để gặp lão nông chi điền thì cứ nói to lên, vì mọi người là thượng đế là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là ngoài cái vấn đề nói to ra thì mọi thậm chí là còn quát lên cũng được, quát ở trong điện thoại lên được, không sao cả, mình là người phục vụ đấy. Thế nhưng hôm nay thì đặc biệt ở cái chỗ là thượng đế lại cho phép người cung cấp hàng như mình nói to lên. Đang quay video là số điện thoại 0921 gọi điện tắt ngay và luôn, nó che màn hình. Thượng đế cho phép thì mình mới nói nhá. Đương nhiên là mình cũng chẳng dại gì mà mở hết công suất. Mở hết công suất thì cũng chẳng phải là sợ hỏng loa đâu, cũng chẳng phải là sợ cháy IC công suất đâu. Thế nhưng mà cũng chẳng dại gì mà lại mở hết công suất. Đấy, 9221 vừa nháy máy nhá, rất nhanh, nhanh tay. Nháy máy, chưa kịp ấn đã nháy máy. Đấy. Thì nhích lên một chút nữa thì thượng đế nghe được, thượng đế nghe được thì xin thưa tới quý vị và các bạn, 0921 bây giờ không nháy máy nữa, bây giờ gọi điện này. Đấy, nháy máy là mình biết ngay nhá, tại vì bán hàng gặp nhiều số điện thoại lắm, nhưng mà nháy ban ngày thôi, như nháy đêm là chỉ có cho đi SIM Macau ngay. Tắt, đồng chí thông cảm cho đang quay video. Trở lại với lại cái câu chuyện của thượng đế rất đặc biệt, đó là ông nói to lên, tôi không nghe rõ, 0921 lại điện, điện lại tắt. Thì xin thưa tới quý vị và các bạn, đây là đại sư phụ của lão nông Chi Điền, đại sư phụ U84 ở tỉnh Tuyên Quang. Sư phụ bảo coi như là xem kênh YouTube của mình cũng được một cơ số ngày rồi, hôm nay coi như là sư phụ điện này, sư phụ bảo gửi cho sư phụ ít băng cassette chục cuộn băng cassette loại băng cũ tổ Maxen UD2, mà những cái cuộn mình thâu rồi ấy thì 100.000 đồng một cuộn, thì sư phụ bỏ xem thì cũng biết rồi. Đấy, 10 cuộn là 1 triệu, tiền vận chuyển bao nhiêu tiền thì người mua trả. Đấy, sư phụ bảo là cái đấy thì biết rồi. Đấy, thì vì ở nhà sư phụ xem bằng tivi thì sư phụ mở to lên thì đại sư phụ nghe rõ, nhưng hôm nay mà
điện thoại cho mình, thì lúc mình chưa nói to này đại sư phụ chưa nghe rõ, sau đó sư phụ đại sư phụ cho phép nói to, mình nói to lên nhá, nói to lên thôi chứ không phải là nói to hẳn, chứ nói to hẳn thì có khi sư phụ là gì nhá. Đây là 10 cuộn băng cassette loại băng cụ tổ Maxen UD2, chuẩn bị coi như là bọc vào thùng xốp để trân trọng gửi tới đại sư phụ U84 ở tỉnh Tuyên Quang. Trước tiên thì cho đệ coi như là gửi lời cảm ơn đại sư phụ. Cái thứ hai là cho đệ gửi lời chúc tới đại sư phụ, chúc đại sư phụ sáng cái con mắt, chặt cái đầu gối, bách niên dài lão. Cũng không quên gửi lời chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe, vạn sự hanh thông. Còn bây giờ, trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng xem những cái cuộn băng cassette loại băng cụ tổ Maxen UD2, 100.000 đồng một cuộn, không bao gồm phí ship vận chuyển. Khi mình nói bây giờ mình đang làm video thì không phải là nói chuyện với đại sư phụ nên là volume lại hạ xuống. Không phải là sợ cháy IC công suất mà cũng chẳng phải sợ cháy loa. Đấy, nhưng mà đấy nó là thái độ của người phục vụ, trước là phục vụ sau là kiêm ăn. Mà thái độ của người phục vụ thì không thể nói to được, nói đủ nghe thôi. Thế còn khi nào mà như ngày hôm nay mà gặp những thượng đế mà cần thiết phải nói to thì các thượng đế cứ nói rõ cho nông dân biết là tôi cho phép anh nói to, thì lúc giờ ấy mình sẽ điều chỉnh volume để nói to, thậm chí là nói to hẳn lên cũng được nhá. Đấy. Còn bây giờ thì ở cái mức độ norma bình thường. Đây là 10 cuộn băng cassette loại băng cụ tổ Maxen UD2. Đấy, chuẩn bị gửi cho đại sư phụ U84 ở Tuyên Quang. Thì sư phụ bảo cứ chọn nhạc vàng là được, cứ chọn nhạc vàng nhạc xưa để sư phụ về sư phụ thư giãn. Đấy. Thì xin thưa với đại sư phụ, xin thưa với lại quý vị và các bạn, đây là những cuộn băng cassette loại băng cụ tổ Maxen UD2 mà nông dân Khang tuyển lựa, nông dân Khang thâu. Cuộn này là nhạc trước 1975, thanh tuyển 1, 100.000 đồng một cuộn. Cuộn này là cuộn thứ hai, Thu Hiền, nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Cuộn này là cuộn thứ ba, Mạnh Đình, chuyện dàn Thiên Lý. Những cuộn băng Sony cũng vậy, và những cái cuộn băng cụ tổ Maxen UD2 này cũng vậy. Về chất lượng âm thanh, đương nhiên là phải vỗ đùi đen đét thì mới bán, chứ còn nếu không vỗ đùi đen đét thì chuyển sang tặng ngay, chứ không làm cho mèo. Duy Khánh. Cuộn này là cuộn thứ 5, Mưa Bụi. Lâu ngày không nghe mà giờ nghe lại Mưa Bụi, thích lắm. Cuộn này là cuộn thứ 6, Chế Linh, Giao Linh. Đường về một đêm mưa gió tả tơi. Nghe cuộn băng này lại nhớ về một hôm, một đêm đấy. Và cái đêm hôm ấy chàng và nàng đưa nhau về, mưa gió tả tơi. Cuộn này Thanh Tuyền. Thế nhưng mà nhạc này là nhạc sau 75. Tức là một cuộn nhạc trước 75 và cuộn nhạc sau 75 thời của Thanh Tuyền. Cuộn này Giao Linh, Tuấn Vũ. Thì cái này là do mình chọn thôi. Đấy, sư phụ bảo cái dòng nhạc xưa là được. Này. Đấy. Cuộn này là cuộn thứ 9, Kim Đằng 2.
Thì sư phụ đại sư phụ 84 rồi, nên là mình phải tuyển một số cuộn trước 75, một số cuộn sau 75. Đó, chứ bây giờ mà ví dụ như mà gửi cả trước 75 thì có khi là lại nhiều quá, gửi cả sau 75 thì lại nhiều quá, thế nên là gửi nửa nọ nửa kia, quá trước 75 quá sau 75. Kim đăng 1. Đấy. Kim đăng thì chọn bộ, kim đăng 1 và kim đăng 2. Mỗi một hàng này là 5 cuộn, hai hàng là 10 cuộn. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10. 10 cuộn. 10 cuộn thì mình nói chuyện với đại sư phụ rồi. 10 cuộn sư phụ đặt mình thì là 1 triệu đồng, tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền thì sư phụ trả, sư phụ nhất trí và đồng ý. Thì xin thưa tới quý vị và các bạn, trước tiên là thượng đế này rất chi là đặc biệt. Nó là gì? Đó là ông nói to lên tôi không nghe rõ. Cái thứ hai đó là đại sư phụ 84 tuổi, thế nên là lão nông chi điền cũng có một cuộn băng cassette, cũng loại băng cũ tổ Maxen UD2 của Ít Lòng Nhiều, đệ kính tặng đại sư phụ 84 ở Tuyên Quang. Không biết là thầy có tích không, nhưng mà thôi, đây là tấm lòng của đệ, của Ít Lòng Nhiều, cây nhà lá vườn. Đệ trân trọng kính tặng thầy một cuộn băng cassette, cũng loại băng cũ tổ, để nhiều ca sĩ rất hay. Với cái sở thích của đệ thì đệ thấy ở đây trong cái băng này có những cái bài hát mà đệ nghe là đệ thấy rất hay. Còn không biết là thầy có thích không thì cái đấy thì cũng không biết. Thế nhưng cho phép đệ coi như là gửi kính kính biếu thầy, kính tặng thầy một cuộn băng như thế này nhá. Bây giờ là chuẩn bị gửi đi là 10 cuộn là thầy mua, còn cuộn này là đệ kính kính biếu thầy là 11 cuộn. Đấy. Đấy. Hy vọng là thầy hy vọng là thầy thích nhá, hy vọng là thầy thích. Còn đương nhiên rồi, tại vì âm nhạc là khẩu vị, người này thích cái này, người kia thích cái kia, không ai giống ai cả. Thế nhưng mà cái cuộn băng này thì có rất nhiều cái bài hát mà đệ thích. Mà sư phụ thì rất chi là đặc biệt với đệ, vì sư phụ ngày hôm nay đúng là đệ cũng gặp nhiều thượng đế lắm rồi. Gặp nhiều thượng đế lắm rồi. Thế nhưng mà hôm nay gặp sư phụ rất đặc biệt ở cái chỗ là đại sư phụ nói thẳng là tôi cho phép anh nói to lên. Xin phép quý vị và các bạn, xin phép quý vị và các bạn chẳng biết là đại sư phụ có thích hay không. Thế nhưng mà thôi, của Ít Lòng Nhiều, cứ gửi đi 11 cuộn, kính biếu sư phụ 1 cuộn nha. Đấy, còn 10 cuộn thì là sư phụ mua thì không nói rồi. Đấy, nhưng mà cứ kính biếu sư phụ 1 cuộn là 11 cuộn. Thôi bây giờ mình dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.